Xin chào các bạn, đây là kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Đội tuyển Futsal Việt Nam giành chiến thắng vất vả 1-0 trước đội tuyển Futsal Trung Quốc trong lượt trận thứ hai tại giải Futsal châu Á 2024. Nhan Gia Hưng là tác giả bàn thắng duy nhất ở trận này với cú sút phạt 10m thành công sau khi đội tuyển Futsal Trung Quốc mắc 6 lỗi tổng hợp. Trước khi trận đấu kết thúc, đội tuyển Futsal Việt Nam phải thót tim khi đối thủ dứt điểm dội sáng ngang khung thành Hồ Văn Ý. Với chiến thắng này, đội tuyển Futsal Việt Nam nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết khi đang có 4 điểm sau 2 lượt trận. Ở lượt đấu cuối, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan lúc 18 giờ ngày 21 tháng 4. Trang chủ AFC nhận định U23 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành vé vào tứ kết U23 châu Á khi họ đối đầu với U23 Malaysia. Bài viết của AFC chỉ ra lợi thế của U23 Việt Nam tại bảng D sau khi thắng U23 Kuwait 3-1. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đi tiếp nếu thắng U23 Malaysia, còn U23 Uzbekistan đánh bại U23 Kuwait vào ngày mai 20 tháng 4. Trong khi đó, U23 Malaysia đã thua ở trận ra quân. AFC đánh giá U23 Malaysia đang ở thế chân tường và sẽ quyết tâm tấn công trước U23 Việt Nam sau khi chơi lép vế trước U23 Uzbekistan. Huấn luyện viên Juan Garrido cho biết U23 Malaysia sẽ nỗ lực cải thiện lối chơi, đặc biệt là những phương án tấn công. Về phần mình, U23 Việt Nam đã trở lại sân tập vào hôm qua 18 tháng 4 và chú trọng vào những bài tập hồi phục thể trạng cho toàn đội. Hôm nay 19 tháng 4, U23 Việt Nam tổ chức họp rút kinh nghiệm trận gặp U23 Kuwait và lên đấu pháp cho trận gặp U23 Malaysia. Theo phân công của AFC, trọng tài Bonya Difat, người Iran, sẽ điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Hai trợ lý trọng tài cũng đến từ Iran. Trọng tài bàn Hassan Amula và điều hành tổ VAR là ông Mohammed Dawid đều tới từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vậy, toàn bộ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia là những người Tây Á. Đáng chú ý, trọng tài chính Bonya Difat từng điều khiển trận đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Malaysia 1-0 ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Tại Asian Cup hồi đầu năm nay, ông Bonya Difat là trọng tài bàn trong trận đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Nhật Bản 2-4. Trung vệ Justin Hubner chơi trọn vẹn 90 phút tại J-League Cup ngày 17 tháng 4. Sau đó bay từ Nhật Bản sang Qatar và thi đấu 20 phút cuối trận U23 Indonesia thắng U23 Australia 1-0 ở giải U23 châu Á 2024 vào tối 18 tháng 4. Chiến thắng 1-0 trước U23 Australia giúp U23 Indonesia vươn lên đứng thứ nhì bảng A khi có 3 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong chỉ cần hòa U23 Jordani ở lượt trận cuối là sẽ giành vé vào tứ kết. Trước khi chơi 2 trận trong 2 ngày, Justin Hubner đã gây chú ý với bài đăng thể hiện sự bức xúc với trọng tài sau trận U23 Indonesia thua U23 Qatar 0-2 hồi đầu tuần. Justin Hubner có bố là người Indonesia và mẹ là người Hà Lan. Cầu thủ sinh năm 2003 là gương mặt nổi bật trong làn sóng nhập tịch của bóng đá Indonesia. Trung vệ này từng chơi ấn tượng khi cùng đội tuyển Indonesia vượt qua đội tuyển Việt Nam 3 trận liên tiếp ở Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.